quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành hỗ trợ người dân kẹt tại vùng dịch trước 30 tháng 10. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ứng dụng mạng xã hội trong phòng chống dịch. Hưng Yên linh hoạt trong đào tạo nghề đảm bảo chống dịch. Bắc Cạn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến công tác hỗ trợ cho người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế bị kẹt tại các địa phương phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh này yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình gặp khó khăn 1 triệu đồng để vượt qua khó khăn trong thời gian phòng chống dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiếp nhận các hồ sơ đăng ký trực tuyến. Quá trình hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đối với nhóm lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như lái xe ôm, xích lô, bán vé số lưu động, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống kê được hơn 23.500 người. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng một người một lần. Tổng chi trả là trên 36 tỷ đồng. Đối với nhóm lao động làm việc trong các hộ kinh doanh lưu trú du lịch, địa phương dự kiến chi trả trên 2,7 tỷ đồng cho khoảng 1.800 người thuộc lĩnh vực này. Thực hiện công tác phòng chống dịch, các xã phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt thông điệp 5K tại các khu chợ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong nhiều trường hợp được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành Sơn Nam yêu cầu quay xe, không lưu thông vào địa bàn tỉnh. Những trường hợp không chấp hành, cố ý tránh né chốt kiểm dịch, không khai báo y tế đều bị xử lý nghiêm. Là một trong những cửa ngõ chính vào tỉnh, mỗi ngày tại đây có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Sơn Dương đã tăng cường cán bộ xuống các chốt, phối hợp với các lực lượng chức năng như y tế, quân đội, thanh tra giao thông, thực hiện kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, đặc biệt là những trường hợp đi về từ vùng dịch. Có những cán bộ công an đã ở đây gần 30 ngày, chưa được về với gia đình, nhưng họ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gác lại việc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kiểm soát, hạn chế người dân ra đường chỉ là phần ngọn, không kiểm soát được 100% lượng người ra đường cần thiết. Vì vậy, một số địa phương đã áp dụng thí điểm mô hình camera giám sát nhằm hỗ trợ công tác phòng dịch từ cơ sở. Những chiếc camera giám sát này không chỉ kiểm soát lượng người ra vào, những người ra đường có thực sự cần thiết không, mà còn giúp lực lượng chức năng ghi lại những vi phạm về phòng chống dịch tại những chốt trực không có người. Từ khi có camera giám sát ấy, thì cái ý thức người dân, người ta trách nhiệm được cao hơn, người ta sẽ tự ý thức được nhiều hơn nên cái tỷ lệ ra đường giảm thấy rất nhiều. Được biết, chi phí lắp đặt toàn bộ số camera giám sát và bộ đàm tại đây được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa 100% và được người dân xã Tân Hội, huyện Đan Phượng ủng hộ nhiệt tình. Từ khi thực hiện giãn cách, địa phương này đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang hoặc ra đường khi không cần thiết, nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng, trong đó 3 trường hợp xử lý phạt nguội bằng hình ảnh camera giám sát. Không chỉ các lực lượng tuyến đầu mà toàn xã hội đều đang tích cực chung tay phòng dịch, những nhóm cộng đồng trên mạng xã hội của các thôn buôn đã góp phần lan tỏa những thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự. Mô hình này đang phát huy hiệu quả ở các thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong những tuần thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 18 giờ ngày 26 tháng 8, thành phố Buôn Ma Thuột quay lại thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ lần thứ 2. Theo đó, trong 5 ngày đầu thực hiện, ai ở đâu, ở yên đấy. Việc cung ứng đi chợ giúp người dân mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu sẽ do chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội triển khai đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, tổ liên gia và hộ gia đình và thông báo các số điện thoại để người dân liên hệ khi cần. Để cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn được kết nối sâu rộng, ngoài các trang Zalo có sẵn trước, ở các thôn, buôn, cán bộ, công an, phường Tân An đã lập thêm các nhóm Zalo mới để tương tác, trao đổi thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhau chung sức phòng chống dịch. Hiện tại thì các đồng chí cảnh sát khu vực là có là 10, trên địa bàn phường có 12 tổ dân phố tất cả, thì có 12 cái nhóm Zalo của các tổ dân phố cho các đồng chí cảnh sát khu vực làm quản trị viên.
và các đồng chí chủ huy phường thì trực tiếp tham gia nó để kịp thời mà nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng người dân và giải quyết những cái nguyện vọng chính đáng cho nhân dân. Tương tự tại Buôn Alea, phường Ea Tam Buôn cũng tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân bằng hình thức kết nối mạng xã hội Zalo, Facebook. Đến nay đã có 320 trên hơn 400 hộ dân trong buôn tham gia nhóm Zalo để kịp thời thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên, diễn biến tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Từ khi kết nối Zalo, bà con cập nhật thông tin thường xuyên, cũng như hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Phiếu đi chợ cũng được phát cho bà con, nên việc đi lại cũng hạn chế. Có các bệnh là được cập nhật liên tục. Không riêng gì Buôn Alea, từ khi có dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, các thành viên tổ COVID cộng đồng ở các xã phường, thôn buôn thường xuyên cập nhật mọi thông tin mới nhất về dịch bệnh để đăng lên trang nhóm của buôn cho mọi người kịp thời nắm bắt, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội. Qua đó, vừa cùng nhau phòng dịch, vừa hỗ trợ san sẻ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Là thành viên của tổ COVID nên chúng tôi liên tục cập nhật cho bà con thông tin, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo bà con các cách tự bảo vệ bản thân, gia đình, tránh để người dân hoang mang lo sợ. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin để phòng dịch đã mang lại những hiệu quả rất lớn. Với tính thiết thực này, các địa phương, khu dân cư cần sử dụng hiệu quả hơn nữa các trang thông tin điện tử của địa phương, các nhóm mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh, kịp thời đến người dân, qua đó huy động được sức mạnh của cả cộng đồng vào thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Gần 4 tháng thực hiện nhiệm vụ trong các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có những chiến sĩ dân quân bị nhiễm bệnh. Tại tâm tình, họ là những người thấu hiểu sự vất vả và cả những hy sinh của các y bác sĩ khi điều trị và dành giật sự sống cho mình và các bệnh nhân COVID-19. Dù được ưu tiên trở về địa phương, nhưng nhiều người sau khi khỏi bệnh đã tiếp tục ở lại cùng cộng đồng và các lực lượng tuyến đầu chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ngay từ những ngày đầu, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch COVID-19. Nhưng trong đợt bùng phát lần thứ tư này, chiến sĩ dân quân Trần Thanh Tú đã không may nhiễm bệnh. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh, được sự tận tình chăm sóc chữa trị, anh Tú thấu hiểu sự vất vả của y bác sĩ. Vì vậy, ngay khi khỏi bệnh và nhận giấy xuất viện, anh đã tình nguyện ở lại hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân. Với tinh thần của một chiến sĩ muốn phục vụ cho bà con, làm tốt hết chức trách nhiệm vụ, muốn giúp đỡ một phần sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung cho cả thành phố, tôi tình nguyện ở lại để phục vụ. Mong là dịch bệnh mau hết. Cũng giống như anh Tú, sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến số 1, chiến sĩ dân quân Lê Huỳnh Tiến không may trở thành F0. Ngay sau khi khỏi bệnh, anh cũng đã tình nguyện ở lại để tiếp tục đồng hành, góp sức với đồng đội và các y bác sĩ trong cuộc chiến với đại dịch. Sau 2 lần âm tính, chúng tôi trở về và tiếp tục phục vụ cùng với anh em, tiếp tục phục vụ nhân dân, coi người dân, bà con ở đây như là người thân gia đình của mình, để bà con có yên tâm, sẵn lòng chữa trị, điều trị bệnh, để mau bình phục và về với gia đình. Theo đánh giá của các y bác sĩ, chính những người từng mắc COVID-19 sẽ thấu hiểu hơn những khó khăn, một trong những yếu tố giúp họ hỗ trợ đắc lực cho công tác điều trị bệnh nhân. Qua công việc thực tế, có thể nói các F0 khỏi bệnh với kháng thể cao như hai dân quân Tú và Tiến chính là những nguồn lao động quý trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Do dịch bệnh, theo ước tính thì các ngành kinh tế đang hoạt động dưới 60% công suất. Điều này khiến các mục tiêu kinh tế khó đạt được như đã đề ra. Dù Tổng cục Thống kê mới chỉ công bố các chỉ số kinh tế 8 tháng, nhưng các chỉ số sụt giảm mạnh 2 tháng liên tiếp gần đây đã khiến cho nhiều chuyên gia nhận định tăng trưởng kinh tế của quý 3 năm nay sẽ có mức âm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù GDP cả năm nay không cán đích 6-6,5% như kỳ vọng, nhưng cũng đạt con số cao nhất khoảng 3,5-4%. Sau 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP, hiện cả nước đã có 4.469 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên, để chương trình phát triển lên một tầm cao mới, việc truyền thông và liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP cần được thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp.
Tham gia vào chương trình OCOP, nông sản đặc sản của các địa phương đã được nâng tầm về chất lượng, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, nhất là việc tiêu thụ nông sản, liên kết giữa các vùng nông sản, giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp. Hiện mới có khoảng hơn 1.000 hợp đồng, bản ghi nhớ hợp tác giữa các chủ thể OCOP và đơn vị thương mại đã được ký kết. Do vậy, để liên kết các sản phẩm mang thương hiệu OCOP thành Hiệp hội các sản phẩm OCOP và nông sản Việt Nam được cho là cần thiết nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy thương mại. Đây cũng được xem là giải pháp để hỗ trợ nhà nước trong việc sớm thực hiện hóa mục tiêu đưa chương trình mỗi xã một sản phẩm lên tầm cao mới. Việc thành lập Hiệp hội các sản phẩm OCOP và nông sản Việt Nam được doanh nhân Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Vietnam Life Group đề xuất với mục tiêu chủ đạo là liên kết và thúc đẩy thương mại, gắn kết các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn cả nước theo hướng gia tăng giá trị thương hiệu OCOP. Làng nghề mây che đan Xuân Hội, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển đổi phù hợp trong điều kiện thay đổi thị trường khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Năm nay, sản phẩm đèn lồng hoa xuân đã được các nghệ nhân nơi đây thực hiện chương trình đăng ký OCOP của tỉnh Bắc Ninh để phục vụ thị trường dịp Trung Thu. Là địa phương có nghề mây che đan truyền thống, thôn Xuân Hội có 930 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu. Trong đó, có tới hơn 50% hộ gia đình làm nghề mây che đan. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, nhiều mặt hàng thủ công của làng nghề không xuất khẩu được. Các sản phẩm truyền thống cũng bị ảnh hưởng đầu ra. Ông Đặng Ngọc Quyết là một trong những người đam mê với nghề, đã tìm tòi, thay đổi mẫu mã, nghĩ ra những sản phẩm mới để tiếp cận thị trường nội địa, vừa tạo việc làm cho bà con, lại giữ nghề truyền thống của quê hương. Sản phẩm chúng tôi là sản phẩm được nàng gìn giữ, nghề của nàng gìn giữ từ xưa đến nay, từ cách đây rất nhiều năm rồi. Thế cho nên là những người để cho khách hàng ở các nơi người ta biết được đến cái sản phẩm của làng nghề chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng phải thiết kế ra nhiều mẫu mã mới, nhiều cái sản phẩm mới để tiếp cận được nhiều cái khách hàng. Sản phẩm đèn lồng hoa xuân được xã Lạc Vệ lựa chọn đăng ký tham gia chương trình OCOP là cơ hội để quảng bá, giới thiệu để nhiều người biết đến sản phẩm của làng nghề. Song mục tiêu lớn hơn là xây dựng chương trình nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát triển làng nghề thông qua chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Do đặc thù của giáo dục nghề nghiệp là học lý thuyết tại trường kết hợp với thực hành tại xưởng, nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 nên từ năm 2020 đến nay, việc tổ chức đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong đào tạo. Đã hơn một tuần, hơn 40 học sinh khoa may và thiết kế thời trang của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu thực hành tại công ty may này theo phương án 3 cùng. Trước khi đến công ty, các em đều đã được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính. Việc ăn ở, học tập, thực hành đều được nhà trường liên kết phối hợp với công ty bố trí riêng tại một khu vực nhà tập thể, nhà xưởng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Việc nhà trường phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo cái thời gian đầu ra cho học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Và việc mà để cho học sinh ăn tại chỗ, ở tại chỗ và thực hành tại chỗ, đây cũng là một cái hướng để đáp ứng được cái đầu ra nó đúng thời hạn cho các em cái kiến thức và cái năng lực về thực hành đáp ứng được cái nhu cầu khi các em ra trường. Hiện nay toàn tỉnh có 11 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp đào tạo, trên 60 ngành nghề cho gần 50.000 người một năm. Để việc tổ chức đào tạo nghề trong bối cảnh dịch COVID-19 không bị gián đoạn, các nhà trường đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong đào tạo như tổ chức tuyển sinh và dạy trực tuyến, sắp xếp cho sinh viên thực hành theo nhóm nhỏ, phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực hành, từng bước chuyển từ đào tạo theo kế hoạch sang đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, khắc phục được điểm yếu và thiếu về kỹ năng thực hành của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, tổ chức hội đồng trường của nhà trường có lãnh đạo của doanh nghiệp tham gia với tư cách là thành viên, tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình đào tạo, từ việc tuyển sinh đầu vào đến tổ chức đào tạo. Chính vì vậy mà chất lượng đào tạo đã từng bước được nâng lên. Chúng tôi liên kết với các trường để thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo nghề cũng là trách nhiệm đối với xã hội, tạo ra được những cái nguồn nhân lực tốt cho xã hội, và sau đó là chúng tôi cũng sẽ nhận được những cái nguồn nhân lực
tốt để phát triển công ty. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các nhà trường xây dựng các phương án trong trường hợp dịch kéo dài, các đơn vị liên quan cố gắng phát huy nội lực để hoàn thành tối thiểu trên 90% chỉ tiêu đào tạo nghề. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, công tác giáo dục tư tưởng, lối sống truyền thống cho cách mạng luôn được các cấp chính quyền huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn quan tâm. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Đoàn Thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện những chương trình hoạt động ý nghĩa. Nghĩa trang thanh niên xung phong công trường 114 được Đoàn Thanh niên huyện Chợ Đồn chọn làm địa chỉ đỏ cho các thanh thiếu nhi trên địa bàn. Được hình thành từ năm 1972, những thanh niên xung phong mở đường 254 và 257 qua địa bàn huyện Chợ Đồn đã hy sinh nằm lại nghĩa trang này. Đến năm 2020, nghĩa trang được huyện đoàn xin kinh phí tu sửa cải tạo các hạng mục để trở thành nơi các cơ sở đoàn đội tổ chức các hoạt động tham quan giáo dục truyền thống cách mạng cũng như truyền thống anh hùng của quê hương Chợ Đồn. Chúng tôi sẽ lưu giữ lại và cử cán bộ phụ trách khi mà những ngày lễ, những cái dịp dâng hương, tổ chức các lễ kết nạp đoàn, kết nạp đội, chúng tôi sẽ đưa các bạn, các em về đây và qua đó sẽ giới thiệu cho các em biết được là nguồn gốc của nghĩa trang, giáo dục truyền thống cho các em. Tỉnh đoàn Bắc Cạn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu trong tuyên truyền các hoạt động phong trào, đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tập trung vào hình thức thể hiện sinh động bắt mắt với nội dung tuyên truyền hấp dẫn theo chủ đề. Thực hiện cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên Thanh niên Việt Nam và những cái sự kiện lịch sử thì chúng tôi rồi những cái sự kiện lớn của mang cái quy mô đồng loạt thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cùng đăng tải rồi tuyên truyền những cái nội dung. Phát huy truyền thống tương thân tương ái cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã vận động đông đảo đoàn viên thanh niên chung sức đồng lòng quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm hàng hóa và hỗ trợ bốc xếp để tiếp sức cho người dân chống giặc COVID-19. Hơn 350 tấn hàng hóa đã được chuyển vào miền Nam, thể hiện được tinh thần chia sẻ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó, lực lượng đoàn viên giữ vai trò quan trọng, xung kích đi đầu ngay từ khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào. Năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu, thế nhưng tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khắc phục. Nhiều nhà trường không thể tổ chức dạy một số môn bắt buộc vì thiếu giáo viên. Thực trạng này đòi hỏi ngành giáo dục và các địa phương cần có những giải pháp mang tính lâu dài, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy và học. Năm học này, thành phố Sông Công còn thiếu hơn 370 biên chế giáo viên ở cả 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để giải quyết tình trạng thiếu biên chế, thành phố đã phân bổ 474 định mức khoán đến các nhà trường, nhưng đến nay số giáo viên, cán bộ giáo dục mà thành phố thuê khoán chỉ đạt 60%. Khi mà số học sinh ngày một tăng qua từng năm học, số lượng giáo viên biên chế ngày một giảm. Do vậy, nhu cầu giáo viên thuê khoán cũng tăng lên. Tuy nhiên, cơ chế tuyển dụng chưa thực sự tạo được sức hút với giáo viên, khiến nhiều địa phương loay hoay với bài toán thuê khoán. Giáo viên định mức chỉ được 10 tháng và không có các cái chế độ, ví dụ như bảo hiểm bắt buộc là không được đóng. Với phương án là chúng tôi vẫn phải huy động giáo viên là dạy thêm giờ để đảm bảo. Và sẽ cố gắng tìm cái nguồn để mà thuê khoán đủ để phục vụ cho năm học mới. Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên còn thiếu 800 giáo viên các cấp học do không thuê khoán được. Việc bố trí giáo viên dạy thay, dạy thêm giờ, nhiều địa phương đang thực hiện chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, ngành giáo dục cần có giải pháp tích cực, căn cơ để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra nhiều năm qua. Chủ cúm gia cầm tuyếp AH5N8 xuất hiện tại một số tỉnh thành phố trong cả nước. Tổng đàn gia cầm của tỉnh Tuyên Quang với khoảng 5 triệu con. Để ngăn chặn nguy cơ dịch cúm gia cầm tuyếp AH5N8, kiểm soát nguy cơ xâm nhiễm dịch cúm gia cầm nguy hiểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các ngành chuyên môn đang chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Hiện ngành thú y tỉnh Tuyên Quang đang tổ chức tiêm phòng và tiêm bổ sung vaccine CGC cho đàn gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn có nguy cơ, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chủ động, lấy mẫu của gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm tại các địa phương có nguy cơ cao, xác định nguyên nhân gây bệnh và kịp thời cảnh báo xử lý, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.